Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình đang đi thử một cái homestay có tên là Siri Guest House tại Viên Chăng. Nó nằm ngay phố Tây luôn á mọi người. Có thể là nằm ở cái đường song song đối với Mango. Nếu như các bạn nào ở Viên Chăng chắc chắn các bạn sẽ biết Mango nằm. Vì mình muốn tiết kiệm cho nên phòng mình đặt là phòng dorm và rất may là không có ai ở cả và nó chỉ có 86.000 kip một. Nó có cái gương để các bạn soi zoom tận mặt ấy. Rất là hay luôn, các bạn có thể xoay ra như thế này. Hồi nãy mình vừa mới xong rồi, mình đã xếp vô lại rồi. Chỗ này, mình vẫn tâm tác với cái chỗ này nha. Trang điểm rất là sáng luôn. Ok, tắt đi. Ok, vì mình sẽ trả phòng rồi, cho nên là chỉ quay lại một xíu nữa thôi là xong. Hôm nay mình trả phòng, mình sẽ check out vào lúc buổi chiều, mình có xin giữ chỗ check out buổi chiều. Thì bây giờ mình định ra ngoài đi ăn một xíu và chắc ra đằng trước thiên ở chỗ này đọc sách một xíu và chiều sẽ vào nghỉ ngơi một tí và check out là xong. Tại vì là phòng dorm và cũng như là mình đặt qua booking cho nên giá được giảm giá chỉ còn ở 86.000 kip một người thôi, mặc dù là ở nguyên một cái phòng dorm bự thiệt bự như vậy. Có một điểm trừ là phòng bị ẩm mốc và tối chó sủa ồn lắm mọi người. Mình thích trong cái nhà vệ sinh chỗ này gì không? Thứ nhất là nó sẽ có cái miếng lót cho các bạn này, để đục chung đụng ra cả. Và cái thứ hai là cái này, bạn biết nó có tác dụng gì không? Chí, nó hoàn toàn tự động. Yeah. Ok mọi người, thì sáng nay mình quyết định ra công viên đằng trước và đọc nốt cuốn sách này, đồng thời là mình có gọi Phúc Banda một cái món trà chi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chill chill một xíu, relax, enjoy hết cái ngày nghỉ ngơi ngày hôm nay. Không gian quá là cưng chiều luôn. Thời tiết lạnh lạnh sương sương. Sáng nay thì mình ăn sáng bên kia, người ta mình đã trả tô cho họ rồi. Thì chiều nay mình dự kiến là chắc khoảng tầm 5-6 giờ gì đó mình sẽ check out. Giờ ok, có khá nhiều bạn hỏi cho nên hôm nay mình sẽ giải đáp cho mọi người cách mà vào Foodpanda mọi người có thể thấy hai đơn hàng cùng một lúc khi mà mọi người vừa mới đặt hai order nha. Thì đầu tiên mọi người vào cho mình cái mục order nè. Thì mọi người sẽ thấy ở cái mục A Tip Order thì mọi người sẽ thấy ngay cho mình là có hai cái đơn mình đang đặt luôn. Một bên là của Camu trà sữa và một bên còn lại thì là mình vừa mới đặt bánh đó mọi người. Nó sẽ có tiến độ là còn bao nhiêu thời gian nữa người ta sẽ lấy hàng và giao hàng cho mọi người. Rồi, sau bữa sáng xong á thì mình có một số công chuyện mà mình cần phải đến ngân hàng. Thì cái ngân hàng phổ biến ở Lào sau BCL thì mình có thể thấy đó là Lào Việt Banh đó. Ta nói có thật mới vừa được đạo. Thì sau khi xong việc thì mình có hẹn với một chị là ăn ở Khop Cheddar. Thì mình sẽ để cái tên cửa hàng ở bên góc cho mọi người thấy nha. Khop Cheddar là một cửa hàng khá nổi tiếng tại Viên Chăng luôn. Nếu mà lần đầu tiên bạn đến Viên Chăng thì mình khuyên là bạn hãy thử đến cái quán Khop Cheddar này nha. Tại vì ở đây nó bán tất cả các món đặc sắc nhất từ Âu cho tới Á, các món Lào, món Việt Nam, tất tần tật luôn đó mọi người. Với cung cách phục vụ chuyên nghiệp và thực ra thì từ ngày Covid cho nên mình chỉ được ngồi đằng trước này thôi chứ không được lên trên ngồi ngắm đường phố cũng như là vào trong nghe nhạc sống như bình thường. Nhưng mà thôi, hãy vượt qua tất cả, không sao mà. Đúng không mọi người? Đó là một đêm đi bụi của mình, cảm ơn mọi người.